Ngày 1 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia tổ chức trao trả 26 lao động người Việt bất hợp pháp hoặc bị lừa đảo sang Campuchia bằng hình thức việc nhẹ lương cao tại các casino. Tại cột mốc biên giới 27 năm, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam và Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia đã lần lượt trao trả nhóm lao động bất hợp pháp về nước cho Thượng tá Trần Hòa Hiệp, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế tỉnh Biên, huyện tỉnh Biên An Giang. Trong số 26 người Việt được trao trả về nước, có 23 nam và 3 nữ, độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi. Đáng chú ý, trong 26 người sang Campuchia, nhưng chỉ có 10 người có hộ chiếu, còn lại xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đơn vị vừa tiếp nhận vừa chỉ đạo lực lượng lấy lời khai ban đầu của nhóm lao động này. Bước đầu có một số người khai nhận, tin theo lời quảng cáo việc nhẹ lương cao nên qua Campuchia. Một số khác đi theo bạn bè sang Campuchia làm việc chui sau khi lấy lời khai xong đơn vị sẽ bàn giao cho sở lao động thương binh và xã hội tỉnh an giang và công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra vụ việc